độc bộ thiên hạ, đặc công thần y, tiểu thú phi, cháp bảy. Thế là Tuyết Mạch đã đuổi bọn họ đi ra bên ngoài đại sảnh hết. Bên trong chỉ còn lại Mụ Thầm Thầm và Tuyết Mạch. Cô ta có làm được không? Ta cảm thấy không có khả năng. Xuyệt, Thái tử điện hạ còn đang ở đây, đừng nói lung tung. Lão Trung dâng trà lên cho Vân Hoàng, điện hạ, mời dùng trà, để xuống đi. Vậy thời gian cứ trôi qua từ từ, mọi người đều ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi kết quả. Một canh giờ đã trôi qua, nha đầu này nhất định là thất bại rồi. Tuyết Mạch kéo màng ra nói, được rồi, nối xong rồi, mọi người đều bất ngờ, cái gì? Cái này là nối xong rồi, ta muốn kiểm tra xem. Tùy ý, thế giới trước mình từng học tại một trường y khoa hàng đầu nổi tiếng thế giới, là nơi được đào tạo ra những bác sĩ phẫu thuật thiên tài, nối cánh tay thôi thì tính là gì? Lão nhìn vợ mình nằm mà không tin a, thật sự là nối được sao, vậy số vàng kia? Sao người có thể nói là đã nối thành công, không phải chỉ là khâu cánh tay nàng lên thôi sao? Cánh tay của nàng khẳng định không thể nào nhúc nhích, bàn tay cũng không cách nào nắm bắt đồ vật được, ưng không sai. Có thể nắm bắt được đồ vật hay không thì thử một lẫn sẽ biết. Vân Hoàng đặt lên tay Mụ một thỏi vàng, nếu ngươi có thể bắt lấy nó, vàng này chính là của ngươi. Nàng ấy bây giờ vẫn còn yếu, cho dù có khỏe hơn thì cũng không thể nắm được. Vừa nói xong thì lão bị vợ mình vào mặt luôn, sao có thể chứ? Bản tính tham tài ăn sâu vào trong xương tủy, nếu đã nắm được, ngươi có thể tỉnh lại rồi. Tuy có thể nắm lấy đồ vật, nhưng chưa chắc có thể nâng cánh tay lên. Vừa nói xong lại bị vả thêm lần nữa, hừm, sao trong tay mình lại có một thỏi vàng vậy? Bà sao có thể nắm lấy lượng vàng này cơ chứ? Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu là đây. Vậy là Tuyết Mạch đã nhẹ nhàng hoàn thành nối lại cánh tay cho Mụ. Thái tử điện hạ, Tuyết Mạch đã nói sẽ khiến cho cánh tay của dân phụ hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng hiện tại cánh tay của dân phụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy đồ vật, vừa thoáng nhấc liền đau chết người, này không thể tính là nàng đã chữa khỏi hoàn toàn. Ngay cả chân chó khỏe mạnh bị gãy và được nối lại cũng cần thời gian phục hồi lại, huống chi là cánh tay ngươi đã rơi xuống lại vừa được gắn lên, hãy nghỉ ngơi cho tốt trong vòng một tháng, nếu một tháng sau vẫn không thể khôi phục được thì hãy đến tìm ta. Một tháng sau ta sao biết được tình hình như thế nào, vạn nhất không như lúc đầu thì sao, đến lúc đó lại tìm không được ngươi, bảo chúng ta làm sao mà tin được lời hứa ma quỷ của ngươi, Mụ Kiên hợp tác diễn, hay ya 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 cánh tay của ta đau quá. Vân Hoàng thấy mấy người này quá là ăn vạ đi, liền búng tay một cái. Đem dân phụ này đến đại lý tự, nói nha dịch tìm một gian tĩnh thất, điều dưỡng bà ta thật tốt trong vòng một tháng sau, mang bà ta tới gặp bổn vương, tuân mệnh. Ta không có đau gì nữa, không cần đến đại lý tự, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ. Dân phụ có thể ở nhà tĩnh dưỡng, không cần đến đại lý tự. Mấy lão còn lại thấy Mụ bị lôi đi bây giờ mới thấy lo sợ. Điện hạ, tiểu dân cũng đến lúc xin cáo từ rồi, đi nhanh thôi, đi nhanh lên. Vậy là đã tạm thời giải quyết xong phiền phức ngày hôm nay. Ngày hôm nay thật sự là kinh tâm động phách, khối thân thể nhỏ này có chút ăn không tiêu, mệt mỏi. Có điều tên gia hỏa này sao còn chưa đi nữa, tiểu cô nương, y thuật của ngươi là từ đâu học được, thiên bẩm. Tên này vẫn không tin mà hỏi, thiên bẩm, vậy cách đó. Đó là ta vô ý được thần tiên truyền thụ và học được ở trong mộng. Tên này vẫn kiên trì hỏi, thần tiên, vị thần tiên này không muốn nói tên, nhà đầu này xem ra rất thông minh, lời nói nhỏ giọt kín kẽ, bất luận hỏi vòng vèo như thế nào, đều không thể hỏi ra nửa điểm sơ hở. Chợt Tuyệt Mạch nhìn lên bầu trời, chợt có ý muốn đuổi hắn nói. Đêm đã khuya rồi, tên này cái mặt vẫn tươi cười gật đầu, ừm một cái. Nên nghỉ ngơi thôi, hắn vẫn là cái mặt đó gật đầu rồi ừm một cái. Tuyết Mạch lườm hắn, muốn mình trực tiếp nói thẳng luôn à, thái tử điện hạ, đêm đã khuya, khi nào thì ngài khởi giá hồi phủ. Hắn xoa đầu Tuyết Mạch, không quấy rầy ngươi nữa. Rồi đi thẳng ra cửa vẫy tay chào, bổn vương sẽ quay về, qua mấy ngày nữa sẽ lại đến gặp ngươi. Tuyết Mạch nhìn hắn đi mà thấy hoang mang, lúc này mình đã không thể tránh khỏi bàn tay thái tử. Đây là một cảm giác uy áp không thể giải thích, khiến mình không thể động đậy, nếu hắn muốn giết mình căn bản là không cần tốn sức, xem ra muốn sống trong thế giới này phải tu luyện thật tốt, khôi phục lại công lực của kiếp trước. Thế là Tuyết Mạch đi ngủ, một ngày mệt mỏi cũng sắp trôi qua rồi. Lúc này ở trong phủ tầm điện của tên Lục vương gia Quý Vân Hạo. Chúc mừng vương gia rốt cuộc đã giải trừ hôn ước kia, Ninh Tuyết Mạch thậm chí cũng không bằng chúng ta, sao có thể xứng làm trắc phi của vương gia. Đúng vậy, vương gia thật là anh minh khi thối lui cuộc hôn nhân này, phế vật kia thậm chí cũng không đủ tư cách làm thị nữ của vương gia, càng miễn bàn về những mặt khác. Cạn ly vì vương gia rốt cuộc đã thoát khỏi phế vật kia. Các nàng nói đúng, phế vật chung quy vẫn là phế vật, cho dù cô ta ngẫu nhiên xuất sắc một lần, cũng không thể thay đổi được cô ta thật sự là một phế vật. Nhà đầu phế vật kia hiện tại nhất định đã bị thân thích của mình đánh đập đến sứt đầu mẻ trán nhỉ. Bây giờ nói không chừng 2000 lượng hoàng kim đã bị người đoạt đi rồi, còn bị người đánh một trận, trả lại cho ta, đó đều là Lục vương gia cho ta. Loại người như ngươi cho ta cũng không thèm, với khả năng của mình, tương lai thân phận sẽ càng ngày càng tôn quý, cuộc hôn nhân này có thể thuận lợi rút lui là đúng, mình không làm sai điều gì, người hối hận sẽ là nữ nhân kia dám cùng mình từ hôn. Đáng ghét, tại sao trong đầu mình lại toàn suy nghĩ quay quanh về nha đầu kia, vương gia, ngài làm sao vậy?